Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin gặp nhau cuối ngày 4 tháng 7. Còn bây giờ thì hãy cùng cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Sáng nay ngày 4 tháng 7 thì Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua đề án là sẽ dừng hoạt động đối với xe máy tại một số tuyến phố thuộc địa bàn trung tâm thành phố Hà Nội bắt đầu từ năm 2030. Sáng ngày 4 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông và theo nghị quyết thì thành phố sẽ dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận nội thành vào năm 2030. Hà Nội cũng sẽ cấm ô tô hoạt động theo giờ, theo ngày ở một số tuyến phố và thí điểm cấm đỗ theo ngày chẵn lẻ và ban hành quy định hoạt động của xe taxi ngoại tỉnh. Bên cạnh đó thì cũng đề ra giải pháp tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và đề án sẽ được chia thành 3 giai đoạn cụ thể. Giai đoạn năm 2017 đến 2018 tập trung thực hiện các giải pháp về quản lý phương tiện giao thông và tăng cường các công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải. Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 tập trung thực hiện các giải pháp quản lý về số lượng, chất lượng phương tiện giao thông và phát triển vận tải hành khách công cộng, áp dụng giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân theo ngày chẵn lẻ đối với những khu vực và những tuyến phố thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng. Giai đoạn năm 2017 đến năm 2030 từng bước hạn chế hoạt động của một số khu vực và thời gian sẽ dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030. Những ngày vừa qua thì diễn viên Bảo Thanh đang là tâm điểm chú ý của dân cư mạng về những tin đồn là những tin nhắn thả thính diễn viên Việt Anh. Và mới đây thì Bảo Thanh đã bất ngờ livestream và lần đầu lên tiếng nói về tin đồn này. Những ngày qua thì tin đồn Bảo Thanh thả thính Việt Anh đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ dư luận. Và trong số đó thì loạt tin nhắn của Bảo Thanh gửi cho Việt Anh đã khiến cho công chúng không khỏi xôn xao. Và mới đây thì Bảo Thanh đã livestream để giao lưu trực tiếp với người hâm mộ. Không chỉ chia sẻ về một số kiến thức làm đẹp, nữ diễn viên còn lần đầu tiên nói về tin đồn thả thính Việt Anh đang làm dậy sóng cộng đồng mạng trong thời gian vừa qua. Thanh biết quãng đường vừa rồi mọi người có rất nhiều câu hỏi, Thanh cũng rất muốn trả lời, nhưng có lẽ Thanh sẽ chờ thời gian hợp lý nhất để trả lời mọi người một lần. Bảo Thanh đã cho biết như vậy. Không những thế, Bảo Thanh còn khẳng định với công chúng nên lắng nghe sự việc từ hai chiều. Cuộc sống mà các cụ nhà mình thường có câu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thanh nghĩ đứng dưới một góc độ chủ quan thì chưa nên vội đánh giá bất kỳ một điều gì. Cái gì cũng phải lắng nghe bằng hai tai. Và cuối cùng cô cho biết sau những lùm xùm vừa qua thì không hề ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô cũng như gia đình. Giao phận Sài Gòn cho biết là đã bắt đầu tiến hành trùng tu nhà thờ Đức Bà 140 tuổi tại Sài Gòn và dự kiến là sẽ kéo dài khoảng hơn 2 năm. Và hiện tại thì các đơn vị thi công đang bắt đầu dựng rào chắn để phục vụ cho công việc trùng tu. Ngày hôm nay 4 tháng 7 thì Tổng đại diện Giáo phận Sài Gòn, Linh mục Hồ Văn Xuân, trưởng ban trùng tu đã cho biết là đang bắt đầu công cuộc trùng tu nhà thờ Đức Bà thuộc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Và trước đó vào ngày 12 tháng 4 thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cấp phép cho Tòa Tổng giám mục tiến hành trùng tu nhà thờ và Sở Giao thông Vận tải cũng đã chấp thuận phương án rào chắn để phục vụ cho công tác thi công. Linh mục Hồ Văn Xuân cho biết dự kiến sẽ mất khoảng 3 tuần để dựng rào chắn và mất khoảng 1 năm để làm vệ sinh, kiểm tra, khảo sát công trình và tiến hành dựng dàn giáo rồi thay lại phần mái ngói. Và riêng đối với hai phần tháp nhọn ở phía trước thì phải mất ít nhất 1 năm để trùng tu, sau đó sẽ sửa chữa tiếp các bộ phận khác. Trước đó thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự án tu sửa cấp thiết mái ngói của nhà thờ Đức Bà vì đây là một công trình tôn giáo di tích lịch sử văn hóa và được biết là nguồn kinh phí trùng tu là do Tòa Tổng giám mục Sài Gòn vận động từ nguồn xã hội hóa. Liên quan đến vụ việc 8 người tử vong trong khi chạy thận tại Hòa Bình vừa qua thì chuyên gia tại bệnh viện Bạch Mai đã lên tiếng khẳng định chất để dùng để tẩy rửa những thiết bị và máy móc đó là một loại chất cực độc mà trên thế giới không hề sử dụng. Liên quan đến vụ việc tai biến chạy thận tại Hòa Bình thì đã khiến cho 8 bệnh nhân tử vong. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, trưởng khoa thận nhân tạo bệnh viện Bạch Mai đã cho biết để lọc rửa hệ thống màng lọc RO thì hiện nay thế giới đang dùng 3 loại hóa chất, đó chính là formaldehyde, xaven và peracetic acid. Fluor là chất cấm kỵ trong y học. Trong y văn thì chưa bao giờ sử dụng nước này để lọc rửa các thiết bị máy móc chạy thận. Và trước tai biến ở Hòa Bình thì thế giới đã ghi nhận 2 ca ngộ độc fluor trong y tế tại Mỹ. Tiến sĩ Dũng đã thông tin như vậy. Và ngoài ra thì thạc sĩ Nguyễn Trung Nguyên, phụ trách trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cũng cung cấp thêm, fluor là hóa chất cực độc và dùng làm chất tẩy rửa trong công nghiệp, chứ tuyệt đối không được dùng trong y tế. Trong vụ việc này thì rõ ràng đơn vị lọc rửa đã tự ý đưa hóa chất không được phép vào sử dụng và phải chịu trách nhiệm cao nhất. Kế đó là cán bộ phòng vật tư chưa kiểm soát kỹ đã nghiệm thu. Bác sĩ Hoàng Công Lương chỉ phụ trách chuyên môn và không thể kiểm soát được tất cả các thông số thông qua quá trình bảo trì. Tiến sĩ Dũng đã phân tích thêm. Tin tức cuối cùng sẽ là về một cậu bé 5 tuổi sống tại Mỹ đã thoát chết một cách vô cùng thần kỳ sau khi mà cậu bé đã rơi từ trên tầng 7 của một tòa nhà cao tầng xuống nhưng vẫn có thể đứng dậy và đi lại bình thường.
Mới đây, một cậu bé sống tại một tòa nhà cao tầng thuộc bang Massachusetts. Ngày hôm đó thì cậu bé đã tựa cả người vào tấm lưới bảo vệ và đột nhiên đã rơi ra khỏi lan can từ tầng 7 của tòa nhà xuống. Nhưng rất may là cậu bé đã ngã vào một cành cây khá cao trước khi mà chạm xuống đất. Một người hàng xóm đã kể lại là anh đã nhìn thấy một vật gì đó rơi từ trên cao xuống ở bên ngoài cửa sổ, và khi anh ngó ra cửa sổ thì đã nghe thấy một người phụ nữ đang gào thét. Và lúc đó ngó xuống thì anh đã thấy một đứa bé nằm ở dưới đất. Lúc đấy thì anh mới phát hiện ra là có một đứa bé đã ngã từ trên tầng cao xuống. Nhưng vô cùng bất ngờ khi mà anh thấy đứa bé đang nằm dưới đất đã bò dậy và đi được ngay. Cậu bé chưa hề bất tỉnh một phút nào trong suốt sự cố và đã được đưa đến bệnh viện nhi ở Boston để kiểm tra. Chuyện này cứ như là một phép màu vậy. Tôi đã nghĩ là thiên thần hộ mệnh của cậu bé chắc chắn là đã đỡ cậu bé vào ngày hôm đó. Một người hàng xóm có tên là Kathy đã cho biết như vậy. Và theo hàng xóm xung quanh thì bác sĩ đã bó bột phần cổ của cậu bé lại và phổi của cậu bé hiện tại vẫn đang rất tốt vì em vẫn có thể gào thét. Các bác sĩ tại bệnh viện cũng cho biết thêm là sức khỏe của cậu bé hiện tại vẫn đang tiến triển một cách bình thường. Có người còn nói rằng một thiên thần đã xuất hiện và đỡ cậu bé bằng một cành cây. Và đó là những tin tức nổi bật có trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.